Hello, xin chào Hello, Việt ra. em chào anh Thư Quang. Việt ra chào anh chị em trên diễn đàn Thư Quang. Còn nghe rõ không anh Thư Nghe rõ Việt ra. Quang? Ok, em thì cũng leo lên nghêu ngao tí xíu về mấy cái vụ gì mà mấy bữa nay có nghe gì có một hai người gì ở những cái gì BBC hay gì đó qua Việt Nam mình để cái gì anh, người ta qua, người ta yêu cầu Việt Nam mình phải sao vậy, qua để làm cái gì vậy? Tức là vậy, cụ thể thì cái thông tin nó rõ nha, thông tin là tức là mình cập nhật trên Facebook trên mạng thôi, là vấn đề là họ vào họ xuống địa phương, họ giống như là họ tìm hiểu và họ có đưa ra cái những yêu cầu là phải yêu cầu là thả tự do cho những cái tên mà gọi là có hành vi mang tính chất khủng bố vừa rồi ở Đắk Lắk á. Thì cũng nhắc lại rõ là vấn đề là mình chỉ mới cập nhật ở trên cái không gian mạng thôi, còn sự việc nó rõ ràng như thế nào thì cũng chưa 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 có thấy cái nguồn tin nó chính thức từ đâu, nhưng cái hình ảnh của hai nhân vật đó xuất hiện tại Đắk Lắk là sự thật. Việc ra hình dung không là thật, là tương lai nó đã xuống những cái địa phương đó, họ yêu cầu được tiếp cận cái này, họ yêu cầu được tiếp cận cái kia, vân vân mây mây đó. Thì hồi nãy đầu live thì anh có đưa đoạn clip của anh Minh Giang của kênh Trực Diện TV, thì anh Minh Giang cũng mà nói đưa về cái vấn đề này, và anh Giang đối chiếu qua vấn đề là nước Mỹ, và cụ thể là như cái việc mà gọi là 11 tháng 9 năm 2011, 2001 á, vì vấn đề là rõ ràng cái gì nó liên quan tới an ninh quốc gia, đó là một cái chính sách nó gọi là tối thượng của một quốc gia đó, không ai được xâm phạm, không có ông báo chí, không có ông YouTuber nào mà được phép vào đó để gọi là đưa tin, đúng không? Gọi là họ dùng cái chiêu bài rồi để gọi vào đó để rồi là chúng tôi vào chúng tôi đưa tin, bởi vì rõ ràng thôi, mình cá nhân anh thì anh vẫn đồng ý với nước Mỹ, đó là cái gì? Đó là chính sách an ninh quốc gia của nước Mỹ, thì họ đưa ra những cái ban hành những cái quy định như vậy thì nó hoàn toàn là phù hợp bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện lớn, đúng không? Vì ra nó ảnh hưởng tới sinh mạng của người dân mà, thì Đúng rồi. rõ ràng thì họ phải phong tỏa và họ không cho phép các phóng viên hay là những cái tay YouTuber tào lao bí đao gì đó đứng trên danh nghĩa là làm truyền thông để vào đưa tin, thì cái chuyện đó hoàn toàn đúng rồi, mình đồng ý thôi. Nhưng mà Cái này lại ngược lại thì là, em xin lỗi anh, cái này ngược lại là gì, báo chí ở đâu, nước ngoài ất ơ nào đâu á, tự nhiên nhảy vô thì đó, thì hả? coi như là cái chuyện mà mấy thằng YouTuber ở bên gọi là cái khu cái xứ sở Cali á, nó đã là yêu sách này yêu sách nọ, giống như cái thằng Nguyễn Hồng Phúc á thì mình đã không nói rồi, nhưng mà ở đây rõ ràng là cái câu chuyện mà hai nhân vật mà mang quốc tịch người nước ngoài, một người là gốc Việt nhưng mà cũng quốc tịch nước ngoài, thì họ đã vào ở Đắk Lắk, đúng không? Thì ngộ cái chuyện đó là chúng ta thấy đã rõ là gì, ở Việt Nam họ rất tôn trọng dân chủ, tức là anh đã tiếp cận được xuống như vậy thì nó đã hơn hẳn cái nước Mỹ rồi, đúng chưa? Nước Mỹ thằng nhà báo nào, con YouTuber nào mà được tiếp cận cái hiện trường đâu đó. Cho nên nãy muốn hỏi là Việt ra hay ai Việt là những người ở bên Mỹ á, là ví dụ có thì lên xác nhận dùm là những cái việc như vậy là anh Minh Giang đưa lên như vậy là có đúng hay không, cụ thể những cái chuyện mà xảy ra tại nước Mỹ, những cái chuyện nào mà chuyện lớn ở Việt ra nó mang tính gọi là quốc gia, thì rõ ràng cá nhân mình nha, cá nhân mình thì mình ủng hộ vấn đề nước Mỹ họ can thiệp không cho phóng viên tác nghiệp, thì cái chuyện đó mình hoàn toàn ủng hộ, thì vấn đề đó là đúng hay không thì mời Việt ra chia sẻ với mọi người để mọi người nắm rõ hơn. Em thì dạ hồi nãy có thấy anh hỏi mà em cũng vừa nghe mà em lại có một cái điện thoại gọi vô nữa, thì em vừa nghe điện thoại, em vừa theo dõi anh cho nên có nhiều cái cũng mập mờ. Có gì thì anh nhắc giùm. Với cái vụ mà ông Nguyễn Hồng Phúc gì đó, ổng em thì em không có nghe.
em không có nghe, nhưng mà em cũng nghe phong phanh thôi, là cái gì đó ổng cũng lên ổng nói là gì khi mà sự việc đó Việt Nam mình xảy ra như vậy mà tại sao không cho các nhà báo gì vô tác nghiệp hay là gì gì đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À, giống như là giữ bí mật im luôn, không để nhà báo này kia kia nọ. À, đó tại em không nghe cho nên nhờ anh ấy giúp tôi có đúng không chứ lỡ mình nói tầm bậy nữa. Cái vụ mà hồi nãy anh Thư Quang, em trả lời câu hồi nãy anh Thư Quang nói á, là ở cái gì ta, vụ Nai Quanh Quanh đúng không, anh hỏi em hồi nãy để Đúng em rồi, ghi đúng âm rồi, đúng lại. rồi, đúng rồi. Mấy vụ Nai Quanh Quanh là phóng viên được tác nghiệp hay không á, như thế này em coi ở trên Google đồ hay là này kia cái nọ, với thêm một phần em hiểu biết một chút á, là hồi xưa cái vụ Nai Quanh Quanh á, là mình đi lan man tí xíu về cái thời Nai Quanh Quanh tí xíu nha, tí xíu thôi chứ không có lâu đâu, là theo em biết á, là tất cả những cái khi mà cái sự việc nó xảy ra thì tất cả những hình ảnh, tất cả những cái gì mà mình thấy ở trên tivi, ở trên ấy, trên trên cái cộng đồng mạng đồ đó, là đa số là do người người dân đi đường họ họ quay phim, họ quay phim họ thấy rồi họ đưa lên đồ này kia thôi. Rồi á, những cái lâu lâu á, thí dụ như sau này sự việc nó, lúc đó thì nó hỗn loạn tùm lum hết, rồi bắt đầu sau này á thì mình thấy những người cũng có những cái đài phóng viên, mà những cái phóng viên local, là có nghĩa là ở địa phương á, đội địa phương á, những cái đài truyền hình địa phương đồ này kia xung quanh đó, thì anh biết là một thành phố nó có rất là nhiều đài truyền hình, nó tới nó làm tin tức, nhưng mà chỉ làm những cái tin tức là bề ngoài thôi, giống như là ô hôm nay thành phố bị tấn công, bị vậy 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 cho bề ngoài thôi, rồi lâu lâu cũng đưa ra bên sở cảnh sát thì cũng đưa ra, chẳng hạn như cái ông cảnh sát trưởng hoặc là cái ông thị trưởng phỏng vấn ông Giuliani thời đó, là ổng là thị trưởng, cái ông Giuliani là cái ông mà sau này có một thời gian làm luật sư cho ông Trump á đó. Đó thì rồi thời gian sau này ổng ổng cũng bị hết thư kiện tè lè tét lét hết đó, rồi phỏng vấn sau sự việc như vậy giờ chính quyền địa phương xử lý như thế nào rồi, chẳng hạn những câu hỏi rất là đơn giản ở ngoài thôi, thì những cái chuyện mà bí mật bên trong á, là tụi nó đã giống như là cái gì mà nó không muốn cho ở ngoài biết thì nó đã set up đâu vào đó, nó đã đâu Khóa vào đó sổ hết rồi, phải không? anh hiểu không? Giống như là À, khóa sổ. thí dụ như ở trên nó đưa xuống cho cái ông này, nó mày chỉ trả lời Tới đó tới cái thôi. mức đó, tới đó thôi đó, chỉ vậy vậy thôi, chỉ nói là một ngày đẹp trời vậy vậy, rồi thành phố bị tấn công vậy vậy, bắt đầu nó đè, nó bắt đầu nó về nó soạn ra những cái về tội ác hay cái gì đó, bắt đầu nó đưa ra, bắt đầu để cho nó kêu là nhồi sọ dân Mỹ thấy cái tội ác của cái tội khủng bố ở bên kia nó như thế nào đó, để cho dân Mỹ lúc đó ghim vô cái tội khủng bố, kêu là khủng bố gì bên Trung Đông đồ này kia, bên La Đình đồ này kia, ghê gớm lắm. Thì nó đúng, thời đó em còn trẻ, em còn lúc đó mình còn trẻ mà mình thấy mình cũng đâu có đi sâu vô vấn đề đâu, mình nói ủa cái này ghê quá, ghê tụi này nó ác quá này kia nọ, ghê dã man lắm. Nhưng mà thời gian sau này thì mình học hỏi thêm, mình tìm hiểu thêm, nói chung là càng ngày sự việc nó càng lòi 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 ra thì em mới biết lý do tại sao mà nó mới có như vậy vậy đó. Thì cái ông Mỹ này thì ổng cũng đâu có vừa gì, ổng quá ổng cũng ổng đi ổng rải nhân quyền của ổng khắp nơi, ổng làm cho người ta bức xúc quá thôi, cũng tại ổng thôi chứ đâu mà ra. Nhưng mà thế này nó việc ra, thế này nó việc ra, tức là về cái thông tin cái vụ đó đó thì hầu như là người dân toàn thế giới đều nghe là khủng bố từ tổ chức khủng bố Al Qaeda, Bin Laden gì, đúng không? Đúng Đúng rồi. không? Là do cái tổ chức đó. Nhưng mà vấn đề ở đây tức là cá nhân mình nha, mình cũng chưa thấy một cái gọi là chính phủ Mỹ họ đưa ra một cái bằng chứng nào đó nó mang tính thuyết phục, mang tính thuyết phục là về những gì mà họ cáo buộc, Dạ, không? ở đúng đây rồi. ở đây mình không phải là mình mà gọi là thuyết âm mưu hay là gì hết,
nhưng mà rõ ràng đây là sự thật. Yeah. Mọi người nhìn lại xem, mọi người rõ ràng là mọi người cũng chỉ nghe là như vậy thôi, cũng nghe cáo buộc là như vậy thôi, chứ mọi người cũng chưa thấy một bằng chứng nào gọi là rõ ràng để mang cái tính thuyết phục người, người nghe, người xem á, là những cái hành động đó là do cái tổ chức đó thực hiện, đúng chưa? Yeah. Bởi vì về sau đó thì khi mà những cái vụ bầu cử rồi rụp chùm đấu đá lẫn nhau thì đâu đó thì cũng lại nghe rò rỉ thông tin là do cái gì là thật ra là cũng bàn tay từ chính phủ set up hết, đúng không? Đúng rồi. À, hoặc là như bây giờ đó, ở chung nó nói nhắc lại cũng đúng nè, rồi Việt Nam mọi người thừa nhận không, đó cái vụ mà cái ông mà gọi là cái gì, tổng tư lệnh của quân đội Mỹ vào cái thời điểm mà chiến tranh Iraq á, thấy không, đưa ra chỉ cần mỗi một cái loại muối thôi, mỗi cái loại muối thôi, và quy rằng cho người rằng là người ta là đất nước người ta có chất độc và hóa học rồi đủ thứ các cái, lấy cái cớ đó đưa quân vô đánh người ta tan nát, đúng không? Nó tìm đúng rồi, nó tìm mọi cách hạ sát cái lãnh đạo của đất nước người ta luôn, rồi sau đó cuối cùng đổ bể ra là gì, là tin giả, tin không phải. À, chúng tôi nhận nguồn tin chưa chính xác từ tình báo, rồi cuối cùng khắc phục hậu quả, khắc phục sao ra thấy không, rồi có khắc phục hậu quả cho người dân Iraq không, có trả lại cho người dân Iraq một đất nước nguyên vẹn, và có trả lại cho người dân Iraq một vị lãnh đạo là Saddam Hussein hay không, ha? Hoặc là ví dụ họ có lên một họ có công bố một cái lời xin lỗi hay là cái gì với nhân dân Iraq không? Không hề. Đúng không? Không hề, không có. Không có một cái gì hết. Cho nên chính vì những cái việc như vậy thì chúng ta có quyền hoài nghi. Đúng không? Có quyền hoài nghi về vấn đề mà khi mà nước Mỹ họ cáo buộc rằng là tổ chức này, tổ chức nọ đã đánh sập tòa nhà đó. Đúng không? Tức là mình có cơ sở. Chào chị Mỹ Dung. Không, xin mời bạn ra tiếp tục ạ. Sau cái vụ đó đó, sau cái vụ mà 911 á, thì nó làm ghê lắm. Nó, anh biết ở trên thành phố Detroit á, thành phố Detroit là nó thuộc về, nó không phải là thủ đô, thủ phủ của tiểu bang Michigan, mà nó chỉ là một cái, nó là một cái thành phố lớn nhất, thành phố đó là nó mạnh về xe. Lắp ráp xe, làm xe đồ, xe Mỹ rồi đó. Nó có một cái cộng đồng rất là lớn, là cộng đồng người Trung Đông. Cộng đồng người Trung Đông ở trong đó mạnh lắm. Tụi nó là dân chúng, tụi nó rất là mạnh. Tụi nó mạnh là em nói mạnh về kinh tế á. Đóng góp vô thành phố rất là nhiều đó. Tới nỗi mà anh biết đó, tất cả các trường học mà trong cái khu vực của tụi nó nha, là giống như một nó là em thí dụ đi, một cái thành phố như vậy, giống như mình ở thành phố Hồ Chí Minh đi, là dân chúng tụi nó chiếm cả mấy quận vậy đó, mấy quận rất là lớn, thì nó còn đòi hỏi tới nỗi mà cho con cái tụi nó đi học á, là cái ngôn ngữ thứ nhất là phải là ngôn ngữ của tiếng Ả Rập đó, tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ hai thôi. Thì cái đó mình thấy nó cũng nhiều người họ cũng không thích, là tại sao mình sống ở Mỹ thì cái ngôn ngữ Mỹ, cái ngôn ngữ tiếng Anh là phải là ngôn ngữ đầu tiên chứ, tại sao? Thì cái chuyện đó chuyện của nó, nhưng mà thật sự nó không được cái đó. Thì ý em nói cái đó là tại vì em muốn nói là cái cộng đồng nó lớn mạnh lắm. Thì anh biết sao cái vụ 911 đó, Mỹ nó tới, quân đội đồ tới, trời ơi, xe xiết đồ của quân đội, rồi lính tráng đồ ghê lắm, nó tới nó bao vây hết cái vùng đó luôn, nó tới nó bao vây nó ngày đêm, rồi có thời gian nó nghiêm cấm là cái gì kêu là gì mà ban đêm không cho đi ra ngoài á, thiết quân lực đồ này kia, nó làm ghê gớm lắm đó, bắt đầu nó đi ruồng, nó bắt, nó bớ, nó làm quá trời quá đất, nhưng mà nó làm dã man lắm kìa. Anh biết không, nó còn về báo chí đồ này kia thì em thấy là chỉ là mấy cái xung quanh ở ngoài thôi, chứ còn mà đi sâu đi mạnh vào trong á thì em không có thấy, giống như là
nước này nước kia ở đâu bay vô phỏng vấn hay là này kia cái nọ, không không có, chỉ là những cái tin tức mà giống như em mới nói hồi nãy là chỉ là địa phương thôi, đưa những cái tin bên ngoài thôi, chứ còn bên trong là tụi nó đã đâu vào đó hết rồi. Rồi anh biết sau đó nữa đó, bắt đầu nó còn làm một cái vụ mà thí dụ như là bây giờ nè, cho tới bây giờ luôn á, em nghĩ vẫn còn là tất cả những cái điện thoại của mình mà ở ở Mỹ nè, mình nói chuyện rồi đó là tụi nó nghe được hết, nó có Theo gắn dõi hết. cái nó có gắn cái chip ở trong, nó có gắn cái chip ở trong á, thí dụ như bây giờ mình nói chuyện với nhau, tụi nó muốn nghe hết là tụi nó nghe được hết đó. Nó gắn một cái chip giống như là ở cái cục pin hay là một cái gì đó rất là nhỏ để nó theo dõi, nó theo dõi người dân nói cái gì là nghe cái đó, để nó đi nó bắt nó bơ nó làm đủ các kiểu là thì cái đó em cũng có nghe nè, có một thời gian cũng rầm rộ mấy cái vụ đó lắm. Là bắt đầu lập cơ sở ra, bắt đầu tấn công dập đi tìm kiếm Bin Laden gì đó, cứ Bin Laden trốn ở đâu là nó tới, nó quất banh chành tới đó. Nhưng mà tới chừng mà bắt Bin Laden á là ở Pakistan mà có ai biết mẹ gì đâu. Đúng rồi. Đang yên đang lành vậy, cho quân đội xâm vô đất nước người ta quất bắt khơi khơi vậy rồi đem đi ra ngoài xử. Đó Guantanamo đúng không? Bây giờ quăng vô nhà tù Guantanamo đúng không? hình Hoặc là như Bin Laden bị bắt á là không có đưa đi Guantanamo gì hết đó anh. Đem nó ra xử xử tại chỗ luôn, đổi vậy mà. xử Guantanamo là cái chỗ bắt nhốt những người mà Tình nghi lúc mà gọi là tình tình nghi, nghi đúng không? lúc mà bị bắt tình nghi đầu dây mối nhợ, bắt đầu thả vô Guantanamo tra tấn đó. Thời điểm đó tra tấn cũng kinh hoàng lắm. Còn Nguyễn Hồng Phúc mẹ nghêu ngao nói là gì đất nước bị như vậy rồi không cho nhà báo báo chí gì vô, mấy cái chuyện đó là chuyện của người ta mắc mớ gì rồi, ảnh phải nghêu ngao là phải cho báo chí đồ vô này kia cái nọ để làm gì, người ta muốn giải quyết sao người ta giải quyết, chứ mà mấy bữa nay em thấy cũng hình như là cũng đâu đó trở lại bình thường rồi, cũng dân chúng này cái ok hết rồi. Mà cái vụ này em thấy người dân người ta cũng xuống, người ta đi bắt đi kiếm mấy cái tụi mà khủng bố này kia, chứ đâu phải là chỉ riêng chính chính quyền không đâu, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, tức là người dân họ 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 gọi là cái quốc phòng toàn dân đó. Thì cá nhân mình nói quốc phòng toàn dân thì để trên tinh thần ở quốc gia đúng không, chứ còn nếu mà cá nhân người dân mình theo nghĩa thời điểm đó tức là gì, giống như Trung nó nói anh đồng ý, cá nhân họ là họ không cho phép bất cứ một ai á, là xáo trộn cái sự bình yên của cuộc sống của người dân cả. Họ làm như vậy là họ bảo vệ cho cái gia đình họ đầu tiên đúng chưa, tức là họ góp tay chung sức với chính quyền đi săn lùng những cái tên đó cho nó sạch, để làm gì, nó trong sạch cái môi trường sống của người dân ở địa phương đó để cho người dân họ yên ổn, họ làm ăn, họ phát triển. Cái chuyện này á, người dân họ họ rất là giống như là giống như anh mới nói vậy đó, giống như là một một cái khu rất là ôn hòa, người ta đang sống đang làm ăn đang vui tươi, tự nhiên có một cái đám này nó ra nó quậy, nó ra nó quậy, Đúng rồi. mà bây giờ á, thì từ đâu ra nó cũng từ mấy thằng ắc ơ ở đâu đâu á, xúi về rồi cộng thêm mấy anh mấy thằng cái đám khủng bố này nữa, quá dễ tin quá, nghe lời nói đúng ra là chắc cũng thiếu thốn về kiến thức hay này kia kia nọ, rồi nghe lời mấy cái đám quỷ đó rồi bắt đầu mới làm bậy, cái đó thì cũng rất là tai hại. Cho nên buồn thì buồn chỗ đó, nhưng mà theo em thấy thì sự gắn kết giữa hai bên rất là hay, mà Đúng rồi. bây giờ tự nhiên có cái đám bất cơ nào nữa, người nước ngoài đi vô nước mình rồi kêu là gì hợp báo hay gì hả, rồi kêu là Nào. thả tự do, thả tự do là làm sao ta,
thả tự do là giờ thả mạnh nào nấy về nhà tiếp tục bình thường vậy đó hả? Ồ, mới lúc mày đi lúc mà có cái video gì đó quay tụi nó chuẩn bị lên đường, ngu mới nhìn coi cái đó sợ thiệt á. Mà trong một cái khu khu xã đó, lúc cái giờ từ đó bà con đang yên giấc ngủ ngon này kia kia nọ, mà ở đâu đó tụi nó tập trung lại thành một nhóm người như vậy, bắt đầu đi càn quét phỏng vấn cái thằng ma kia. Em có theo dõi, em thấy có khúc nó nói là đi thấy đâu thấy ai bắn, thấy đâu bắn đó, đúng không? Anh có coi khúc đó Đúng rồi, đúng rồi. không? Ừ, không cần biết là người Nó gì thấy đâu bắn. Ô má, nó chả khác nào là một cái đám tàn quân mà thiệt. Cái này là tàn quân chứ gì nữa, xâm nhập vô Việt Nam mình, cứ đi đâu gặp cái gì là xử là giết, giống như là giết bừa bãi, một cách rất là bừa bãi. Rồi tụi nó âm mưu tới như vậy rồi thì mình kêu tụi nó là khủng bố có đúng không? Rồi bây giờ bắt đúng. tụi nó, rồi cái đám kia lại về kêu là thả tụi nó ra, thả những người đó tự thả tự do. Em thấy nó hài, em thấy đeo mẹ nó đi giết người đi ấy như vậy, giờ bắt thả ra một cách khơi khơi nhé, đâu Đó có đó, được. cái vấn đề nó nằm đây, đó là thưa Việt Nam với mọi người, trong khi á những thành phần đó họ, họ gắn cái mác gì, tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân quyền thế giới, đúng chưa? Nhân con Nhân mẹ nó, chứ quyền, nhân cái đúng chưa? gì? Mọi người thấy mắc cười không? Nhân quyền rõ ràng chúng ta hiểu đơn giản thôi, nhân quyền là gì? Quyền được sống của một cái cá nhân hay là một con người nào đó. Thì bây giờ những cái tên khủng bố đó nó đã sát hại những người dân và các chiến sĩ, đúng chưa? Thì cái tổ tổ chức nhân quyền lại không ngó ngàng gì tới những người đã nằm xuống. Đúng rồi. Mọi người thấy mắc cười không, mà lại đi đòi bảo vệ cho những cái tay gọi là ra tay sát hại người dân. Ủa gì kỳ vậy? Vậy cái tính chính danh của cái tổ chức nhân quyền của Ở đế đâu? quốc này nó ở chỗ nào, đúng không ạ? Nó chẳng khác Chúng ta thấy rất nào, là rõ bởi dạ Ngọc em Lan. thấy, em thấy nó chẳng khác nào là giờ giờ thí dụ, em thí dụ đi, gia đình nhà em đang ở vui vẻ, tự nhiên thằng hàng xóm bên kia đường nó tràn qua, nó cướp giật nhà em, rồi nó giết, nó bắn dù tờ lưa tét lét hết. Rồi cái em bắt được mấy thằng, em bắt được mấy thằng, em cột nó lại, em bắt được mấy thằng em đang lay quay, em hỏi nó mày làm gì mày vô nhà tao này kia kia nọ, mày phá này kia nọ. Cái tự nhiên đâu bên hàng xóm, Tức nhân đâu đâu quyền có nghe bàn nha. tay hàng xóm nữa, đủ má tuốt ở cái thành phố nào đâu, tự nhiên qua nó thôi mày thả nó đi, mày thả nó tự do đi, mày làm vậy tội nó đồ này kia kia. Vậy thì mấy người trong gia đình nhà em bị thiệt hại thì tính sao, anh thấy không? Đúng Nó đơn rồi, giản chuyện đúng nhỏ rồi. vậy Ủa, rất là tức cười đúng không mọi thôi, người? mình ngậm Bởi vậy nghĩ nên ra mình nó như là con nít vậy đó. Eo mẹ, nhân quyền giả cày của đế quốc thấy rõ chưa? Thấy thấy cái ngu bộ mặt nhân xuẩn. quyền giả cày của đế quốc chưa? Chiêu bài là nhân quyền, chiêu bài là nhân quyền, mà cái người bị sát hại thì nó không quan tâm, nó không để ý tới, nó chỉ lo vào để nó can thiệp cho những hung thủ ra tay. Ủa cái gì kỳ vậy? Đó là nhân quyền Mỹ hả hay sao, Công nhận ông nghĩ lại thấy mắc cười thiệt đó chứ. đúng không mọi người? Thấy rõ ràng chưa? Rất là tiếu Đúng đó, rồi, đúng rồi. thì bởi vậy em thấy mới mắc cười là vậy đó. Tự nhiên xuất hiện đâu con ghệ với thằng Tây nghe vô đất nước Việt Nam mình lấy quyền cớ gì đại diện cho một cái gì, tự nhiên kêu thả người ta, thả mấy thằng đó ra. Ủa, nghe nó hài vô lý không? Ok anh, anh thôi quan đi nghỉ đi. Dạ. Ok. Cảm ơn Việt Dạ, Nam việc ra rất là chào nhiều tất nha. cả mọi người. Việc ra cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Chúc anh chị em một đêm ngủ ngon giấc. Việc ra xin chào. Bye anh Thư Quang luôn. Ok. Chào anh nha. Cảm ơn anh. Ok. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật quan xin phép sẽ xuống cái like tại đây ha. Xin hẹn gặp lại mọi người vào cái bữa ăn lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.